đi ra phía sau. Một khoảng nhỏ mà ngày xưa họ dùng làm nhà bếp, bây giờ nó hoang tàn một rã, trông mà thảm hại. Tất cả còn ghi lại dấu ấn của một thời mà đối với họ là thời ấm cúng an lành. Mặc dù vẫn sống trong nghèo túng, nhưng nó vẫn hơn là bây giờ họ phải rời căn nhà này để đi ở nhờ bên trong cái trại cá đằng kia. Niềm mơ ước của họ là làm sao cất lại được cái mái nhà như trước. Tuy mơ ước là vậy, nhưng mơ ước vẫn cứ là mơ ước, và họ nghèo thì vẫn cứ là nghèo. Căn nhà cứ theo tháng năm mà một rã, và họ thì vẫn không làm sao có tiền cất lại được căn nhà. Tôi ngồi lên cái thang đá mục, hỏi thăm họ, xem họ có dự định làm gì để sống trong tương lai. Người phụ nữ này cho biết, vì không có tiền, cho nên chẳng có toan tính được cái dự định gì trong tương lai để mà làm ăn kiếm sống. Tôi gợi ý cho cô ấy tìm cách buôn bán nhỏ, hàng ngày có đồng ra đồng vào để nuôi sống gia đình. Nếu như làm ăn phát đạt, trong tương lai cuộc sống sẽ khá giả hơn. Tôi cũng thấu hiểu hoàn cảnh của người phụ nữ này. Chồng thì đi biển, phụ với người ta đánh cá, mà từ ngữ địa phương gọi là đi bạn. Lâu lâu thuyền cập bến, chủ tàu có trả tiền công, nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ cho gia đình mua gạo mua cơm. Còn bản thân cô ấy là phụ nữ, lại bận bịu với bốn đứa con, thời giờ đâu mà làm ăn buôn bán. Lúc trước cô ấy cũng có đổ bánh canh đi bán, nhưng bán ế quá cho nên đã nghỉ từ lâu rồi. Hằng ngày nếu có ai mướn đi lựa cá thì kiếm thêm được 10.000 hoặc 20.000, tức là khoảng hơn 1 đô la của Úc và của Mỹ. Nhưng không phải ngày nào cũng có. Đời sống quả thật là khó khăn vất vả. Sau khi gửi lên một số cách làm ăn sinh sống, chúng tôi đã gửi giúp cho gia đình người phụ nữ này 5 triệu đồng Việt Nam để có vốn làm kế sinh nhai. 5 triệu đồng Việt Nam, nó chưa đầy 400 đô la của Úc và của Mỹ, thế nhưng nó lại là một số tiền khá lớn đối với họ hiện giờ. Khi nhận được tiền, tôi thấy cô ấy ngồi cầm 5 triệu đồng Việt Nam trong tay mà nước mắt rưng rưng, khẽ lấy tay gạt đôi ngấn lệ. Trước khi từ giã căn nhà nghèo khổ ấy, chúng tôi còn nán lại giây lâu để chụp vài bối hình kỷ niệm với căn nhà rách nát này. Ngoài kia, biển vẫn nhấp nhô từng cơn sóng vỗ. Biển vẫn thế, muôn đời vẫn thế, vẫn cứ rì rào, bàng quan trước mọi thịnh suy cuộc sống, vô tư trước cảnh giàu sang hay nghèo khổ của con người. Giúp đỡ xong cho những gia đình nghèo khó ấy, chúng tôi lên xe rời Long Hải để về lại Sài Gòn. Nghỉ lại Sài Gòn một đêm, chiều tối hôm sau, 16 tháng 3 năm 2008, chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để lên chuyến bay về lại Sydney, kết thúc một chương trình của chuyến đi Việt Nam lần thứ 13. Thực hiện, chùa Vĩnh Nghiêm Úc Châu đã phát hành cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka lần thứ nhất, cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka lần thứ nhì 2 tập, cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka lần thứ 3 3 tập, hoa trái cho đời,
3 tập, Chúc Hương Vị Ngọt 2 tập. Thông báo về việc gửi và nhận các khoản tiền cứu trợ và các hoạt động từ thiện xã hội chùa Vĩnh Nghiêm Úc Châu. Kính thưa quý vị, một số Phật tử ở xa và các nhà hảo tâm bên ngoài nước Úc có lòng muốn giúp tài chánh cho chúng tôi thực hiện những chương trình hoạt động từ thiện xã hội. Để tiện việc gửi và nhận các khoản tiền cứu trợ, xin quý vị gửi tiền vào trong một ngân hàng chùa Vĩnh Nghiêm theo hướng dẫn sau đây. Nếu ở ngoài nước Úc, quý vị có thể đến ngân hàng tại địa phương của quý vị và gửi tiền thẳng vào trương mục của chùa với chi tiết như sau: tên trương mục, tức là account name, The Vĩnh Nghiêm Pagoda; số trương mục, tức là account number, 0622651080-2451; tên ngân hàng là Commonwealth Bank of Australia; mã số của ngân hàng Commonwealth tại Úc, tức Swift Code là CTBAAU2S. Nếu ở trong nước Úc, quý vị chỉ cần ghi tên trương mục, số trương mục và tên ngân hàng. Ở trong nước Úc, quý vị cũng có thể giúp tiền bằng cách mua money order hay là gửi bằng check, và chỉ cần ghi vắn tắt hai chữ Vĩnh Nghiêm vào money order hay check rồi gửi đến chúng tôi qua địa chỉ chùa Vĩnh Nghiêm, số 177 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166, Australia. Điện thoại liên lạc của chúng tôi là 02-9723-3383, điện thoại di động số 0402-614-060. Nếu ở ngoài nước Úc, xin bấm mã số quốc tế, sau đó bấm mã số nước Úc là 61, mã số vùng Sydney là 2, số điện thoại của chùa là 9723-3383. Nếu gọi cho điện thoại di động, sau khi bấm mã số quốc tế, rồi bấm mã số nước Úc là 61, sau đó bấm số máy là 402-614-060. Chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị luôn an vui và vạn sự tốt lành. Nay kính trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Úc Châu, cư sĩ Thích Viên Trên. Làm xong phim vào ngày rằm tháng 6 âm lịch năm Mậu Tý, tức là ngày 17 tháng 7 năm 2008, tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sydney, Australia.